Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 448 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ngoài Vũ Hoàng đang tu luyện ra thì còn có hiên viên trục lộc gia chủ hiên viên thế gia. Gia chủ hư gia và nam cung thế gia cũng đều ở trong tài quyết điện của Vũ Hóa Môn. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vũ Hoàng. Phương Hàn chém giết phỉ thúy thiên chủ. Nguyên Kim Thiên Chủ khiến ba đại thế gia tới Vũ Hóa môn tị nạn hiện giờ đã mang theo tất cả tài nguyên tới nơi này tu vi của vũ hoàng hiện giờ đã vượt xa cổ hoàng không giới phỉ thúy thiên chủ nguyên kim thiên chủ phương hàn từ khí tức mà suy tính ra cảm thấy vũ hoàng lúc này ở trong thiên quân dự khuyết bảng ít nhất có thể ở trong 20 người đầu đối mặt với khí tức mạnh mẽ như vậy gia chủ ba đại thế gia tất nhiên là phải khiếp sợ tột cùng hơn nữa mọi người của ba đại thế gia cũng thấy cao thủ trong vũ hóa môn trưởng thành từng ngày cứ cách một ngàn năm lại tu thành rất nhiều kim tiên nguyên tiên tổ tiên thậm chí là cả thánh nhân hoàng giả tài nguyên của vũ hóa môn rất nhiều khiến cho mỗi người đều phải xấu hổ tất cả gia chủ các thế gia đều cảm thấy đại giáo vô thượng của mình chẳng khác gì một đám ăn mày đáng thất vọng tuy nhiên bọn họ cũng ngượng không dám xin tài nguyên của vũ hóa môn cũng không có tâm lý gia nhập vũ hóa môn mà còn tâm tư đến tị nạn tam đại môn phái đều là những đại thế gia vô thượng kế thừa cả ức vạn năm khẳng định không có khả năng gia nhập vũ hóa môn tuy nhiên hiện giờ bên ngoài chiến hỏa liên miên đám người này ra ngoài không có nơi trú ẩn thì đúng là muốn chết hiện tại đệ tử ba môn phái này đều có cảm giác ăn nhờ ở đậu sống trong cảnh này thì ngày nào cũng cảm thấy xấu hổ sư đệ ngươi vào được rồi đột nhiên vũ hoàng mở mắt nhìn phương hàn từ trong hư không đi ra phía sau là một ma thần cổ xưa mặt đại bào màu đen khí tức trên người phát ra sâu như biển rộng sư huynh ngươi gần đây quản lý vũ hóa môn tốt quá hư mộ vân tôn thi họa thân nhất mi tính cả trần tâm đều tu luyện tới cảnh giới hoàng giả rồi Ngoài ra vũ hóa môn chúng ta còn có rất nhiều trưởng lão là hoàng giả. Thủ thánh hiện tại cũng đã thành thủ hoàng. Phương Hàn mỉm cười hạ xuống tài quyết điện. Vị này là... Ánh mắt vù hoàng nhìn thăng vào xích hải ma tôn. Bằng trực giác hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của xích hải ma tôn. Gần như có thể tư diệt sạch toàn bộ vũ hóa môn, bản thân cũng không phải là đối thủ. Đây là xích hải ma tôn tới từ thiên đình, bị giam giữ ức vạn năm. Năm đó hắn là đại ma đầu khi tạo hóa tiên vương còn sống. Sư đệ ta vừa đi thiên đình một chuyến, lúc trở về liền hàng phục hắn hiện tại trở thành người bảo vệ cho vũ hóa môn chúng ta cái gì xích hải ma tôn chính là nhân vật hung ma thái cổ mà nghe đồn đại độ đại kiếp nạn của thiên quân thất bại như không chết sao vũ hoàng và giáo chủ vô thượng của ba đại thế gia đều chấn động nói không lên lời tên hung ma vô thượng này bị giam cầm trong chỗ sâu nhất của thần ngục thiên đình bị xiềng xích của thiên quân chấn áp một khi xuất thế sẽ gây gió tanh mưa máu ngay cả thiên quân cũng phải tốn hao lực lượng mới có thể chấn áp được hắn thật là xích hải ma tôn trong lời đồn sao? Không có khả năng, không có khả năng. Ma đầu như vậy sao có thể thoát khỏi thiên đình? Trừ phi là thiên đình nổi điên. Đúng là như vậy, thiên đình nổi điên mới có thể thả ma đầu này ra. Ma đầu này đã hoàn toàn vượt qua thiên chủ, là nhân vật số một số 2 dưới thiên quân, bị Phương Hàn hàng phục. Chẳng lẽ lực lượng của Phương Hàn đã vượt qua ma đầu này? Chẳng lẽ đã có tu vi thiên quân? Điều này lại càng không có khả năng. Một vị thiên quân xuất hiện lập tức khiến thiên địa đều chấn động phong vân biến sắc nguyên khí thiên giới cũng đều thay đổi mãnh liệt xích hải ma tôn giả khẳng định là giả đây là nhân vật đồng lứa với tô gia gia của tô gia gia ta nam cung thế gia hiên viên thế gia hư gia và rất nhiều lão quái vật khác đều bắt đầu nghị luận cấm mồm đám kiến hôi các ngươi có thể nghị luận chuyện của bản tôn sao xích hải ma tôn đột nhiên hư lạnh một tiếng thân thể tỏa ra ma niệm bừng bừng trong khoảnh khắc đã giải đặc cả hư không tất cả đệ tử của tam đại môn phái bao gồm cả giáo chủ cũng đều phải quỳ dạp xuống mặt đất, bị ma niệm của Xích Hải Ma Tôn thao túng hoàn toàn, sắc mặt cả đám nhăn nhó giống như phải chịu đựng sự thống khổ nhất trong cuộc đời vậy. Xích Hải Ma Tôn, những người này đều là bằng hữu của Vũ Hóa Môn ta. Đi vào Vũ Hóa Môn ta tị nạn, ngươi phải chăm sóc bọn họ cho tốt, làm sao lại hạ độc thủ như thế? Phương Hàn lạnh nhạt nói, Phát tay một cái liền tiêu trừ hết những ma niệm kia. Rất nhiều người như chút được gánh nặng, đứng thẳng người dậy, sắc mặt đều tái nhợt. Trong đó cả gia chủ hư gia, hiên viên trục lộc và gia chủ nam cung thế gia cũng không phải ngoại lệ lúc này đã không ai dám hoài như thật giả của Sích hải ma tôn chư vị chắc là không biết mục đích lần này ta tiến vào thiên đình làm gì thứ nhất đương nhiên là để báo thù giết thẩm phán thương chuyện này đã làm được thẩm phán thương đã bị ta xóa sổ hoàn toàn bản thể biến hóa thành trận nhãn của đại trận phương hàn nhìn lướt qua người của ba đại thế gia tay phất lên một cái một cây chiến thương do rất nhiều thẩm phán lực ngưng tụ thành thoáng một cái liền hiện ra phán quyết vạn vật ánh mắt rất nhiều cao thủ đều trợn tròn lên. Đây là thẩm phán thương thật, chẳng lẽ còn giả được? Xích Hải Ma Tôn cười lạnh lùng, bằng không đám kiến hôi các ngươi tưởng với oai danh của bản Ma Tôn lại thần phục một tộc nhân sao? Phương Hàn công tử đích thực chẳng bao lâu nữa sẽ thăng cấp lên Thiên Quân vô thượng. Hắn chẳng những chém giết thủ linh Thiên Đình là hy hoàng mà còn trực tiếp phá hủy thần ngục Thiên Đình, giết sạch tất cả đệ tử thần ngục Thiên Đình, không lưu lại một ai. Lôi Đình Tam Tổ Hoàng cũng bị chém giết. Vạn Mệnh Lôi Trì cũng bị hắn thu, lôi đế thiên quân cũng chẳng làm khó được hắn. Một loạt chiến tích của Phương Hàn được Sích Hải Ma Tôn nói ra, cũng có lực lượng rung động lòng người. Hy Hoàng đã chết, Thẩm Phán Thương cũng đã chết. Điều này sao có thể chứ? Hai người kia đều là thủ lĩnh của thiên đình, tu vi bí hiểm. Bên trong thiên đình có thể mượn nguy khí chấn áp thiên chủ. Làm sao lại có thể tử vong? Hơn nữa cao thủ thần ngục thiên đình nhiều như mây. Không có khả năng bị diệt toàn bộ. Một số người choáng váng, căn bản không tin. Phương Hàn cũng không nói lời vô nghĩa với những người này. Đột nhiên há mồm phun một cái, lập tức một tòa lôi trì vô biên vô hạn từ miệng hắn bay ra, bao phủ toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc. Lôi thủy khô cùng trong lôi trì chút xuống, loạt xoẹt loạt xoẹt khiến cho cả hư không đều tràn ngập lôi đình. Chuyện gì xảy ra thế này? Làm sao lại có lũ lụt? Thiên kiếp giáng xuống sao? Trong không gian toàn là lôi đình, sóng lôi đình kìa. Chạy mau chạy mau. Vô số cao thủ tu hành bên trong các thời không của Vũ Hóa Thiên Quốc, đệ tử, trưởng lão đều kinh hãi bởi bọn họ phát hiện ra không gian mình tu luyện tan vỡ lôi thủy như sóng biển ngập trời tràn tới mỗi người đều gặp phải tai ương ngập đầu cho dù là hoàng giả cũng không có tác dụng gì chỉ có thể để mặc cho lôi thủy bao phủ trong thời gian ngắn cả vũ hóa môn tràn ngập sự kinh hoàng nhưng sau đó một giọng nói uy nghiêm vang lên là tiếng nói của phương hàn các đệ tử của vũ hóa môn không được kích động ở bên trong lôi thủy tu luyện rèn luyện hình thể tu bổ pháp tắc hoàn thiện đại đạo của bản thân ta vừa thi triển ra vạn mệnh lôi trì do lôi đế thiên quân rèn ra của thần ngục thiên đình pháp bảo này hiện giờ đã hoàn toàn thuộc về ta là một bộ phận của thân thể ta hiện giờ ta giúp chư vị tu luyện khiến các ngươi trong thời gian ngắn sẽ có chiến lực có thể so với đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình trước kia hơn nữa ta đã giết chết tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình tinh khí của bọn họ toàn bộ đều dung nhập bên trong lôi thủy các ngươi là những người trung thành với vũ hóa môn ta đều có thể có được tinh khí thậm chí là pháp bảo bên trong lôi thủy tất cả chỉ cần trung thành với vũ hóa môn phương hàn đích thật đã giết chết tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình có rất nhiều cổ hoàng hoàng giả thánh nhân đều bị luyện hóa thành tinh khí dung nhập vào trong vạn mệnh lôi trì theo suy tính của bản thân hắn thậm chí có thể khiến tinh khí và pháp bảo này giấu bên trong lô thủy khảo nghiệm sự trung thành của rất nhiều cao thủ tinh khí của toàn bộ đệ tử thần ngục thiên đình không phải là nhỏ đưa ra có thể tạo thành một thần ngục mới phương hàn hấp thu những tinh khí này cũng không có hiệu quả gì còn không tinh thuận bằng nguyên khí mỗi ngày hắn tu luyện ra hơn nữa hiện tại hắn chủ yếu cần củng cố tu vi căn bản không cần hấp thu tinh khí ngoại giới nữa cái gì vũ hoàng đột nhiên đứng thẳng dậy nhìn chăm chăm vào lôi thủy tràn ngập không gian vạn mệnh lôi trì trong lòng khiếp sợ tới tột cùng thánh đường kiếm cũng sợ hãi vọt lên cao bay khắp xung quanh đúng là vạn mệnh lôi trì thật đây đúng là thứ lôi đế thiên quân dùng để chứng đạo không ngờ lại bị hắn thu lấy lôi đế thiên quân chắc chắn sẽ nổi điên lên đúng là to gan lớn mật rồi vũ hóa môn sau này sẽ gặp phải sự công kích điên cuồng của thiên quân điên cuồng công kích sao ta cũng còn cách thăng cấp lên thiên quân không xa đến lúc đó có thể chấn áp hắn hơn nữa chung kết thánh vương đã thoát vây đánh vỡ phong ấn đi ra đến lúc đó thì chẳng ai làm khó được ta nữa phương hàn hư lạnh một tiếng có vạn mệnh lô trì này cơ sở của vũ hóa môn chúng ta càng được củng cố gia tốc thời gian gia tốc thời gian lại gia tốc vũ hoàng liên tục hét to bên ngoài một canh giờ Bên trong vũ hóa môn chúng ta tu hành đã vạn năm, gia tốc gấp 10. Trong thời gian ngắn vũ hóa môn chúng ta phải nhanh chóng phát triển. Ta cũng muốn mượn cơ hội này tu hành một chút, củng cố tu vi có được trong thiên đình, thi triển kế hoạch bước tiếp theo. Phương Hàn gật đầu. Bước tiếp theo chính là ta phải tiến hành sự chuẩn bị cuối cùng để tu thành thiên quân. Một số cao thủ nghe tới đây sắc mặt đã hoàn toàn trắng bịch, nhìn Phương Hàn giống như nhìn một thiên quân không thể chiến thắng. Một số cao thủ hoàng giả của hiên viên thế gia quỳ xuống đầu tiên, gần như muốn vái lại. Muốn ca ngợi, trong lòng sợ hãi vô hạn, tâm linh cũng tràn ngập sự khiếp hãi. Nếu là thiên quân vô thượng giáng xuống thì những người này cũng sẽ vái lại. Nói cách khác, hiện tại trong cảm nhận của bọn họ, Phương Hàn quả thực cùng cấp độ với thiên quân. Bọn họ thấy vạn mệnh lôi trì thì đã triệt để tin rằng Phương Hàn đúng là đã giết chết Hy Hoàng, thẩm phán thương, diệt thần ngục thiên đình. Không có vật nào có thể chứng minh tốt hơn vận mệnh lôi trì. Hiên viên thế gia, hư gia, nam cung thế gia. Các ngươi có nguyện ý gia nhập vào vũ hóa môn chúng ta, làm một phân đàn không? Vũ hóa môn thoát ly khỏi gông cùng của Hoa Thiên Quân, ta quyết định phải đổi tên một lần nữa. Tên là Kỷ Nguyên Môn. Ta về sau thăng cấp lên Thiên Quân sẽ gọi là Kỷ Nguyên Thiên Quân. Giọng nói của Phương Hàn khiến cho không có bất cứ kẻ nào dám phản kháng. Tôn mệnh. Đệ tử tam đại môn phái đều run rẩy, Rốt cục thuần phục. Cách xa thiên giới, cách 10 vạn đại châu thiên đình không biết bao xa có một tiên cảnh khổng lồ. Trên đó có vô số thành trì san sát. Từng tòa thành trì đều ở những đại châu thậm chí còn lớn hơn khu vực mà Thiên Đình cai quản. Đây là lĩnh vực quản lý của Chân Lý Thánh Địa. Đây là một vương triều mà thiên giới không thể so nổi. Dưới sự thống trị của vương triều này cũng có ức vạn môn phái, vô số tiên nhân hợp thành thế giới tiên đạo phức tạp mà cao cao tại thượng chính là một toàn thành chân lý. Tòa thành này lơ lửng trên không trung, so với Thiên Đình còn lớn hơn rất nhiều. Số lượng thiên quân của Chân Lý Thánh Địa không hề ít hơn Thiên Đình chút nào, thậm chí còn hơn. Dù sao thì năm đó chân lý tiên vương uy danh cũng hiển hách không thua gì tạo hóa tiên vương. Cao thủ bên trong chân lý thánh địa thậm chí còn cao hơn thiên đình. Mười đại thiên chủ mỗi người đều mạnh hơn thẩm phán thương, hy hoàng rất nhiều. Bởi vì tạo hóa tiên vương thượng cổ gây thù hằn quá nhiều, chinh phạt tứ phương thiên giới, vốn dưới trướng cũng có vô số chiến tướng hiển hách, thiên tài đông đảo nhưng đáng tiếc trải qua chuyện điện mẫu thiên quân thì đã có không biết bao nhiêu thiên tài chết dưới cánh cửa vĩnh sinh. Cho nên thiên đình dần dần điêu linh đi. Mà chân lý thánh địa lại trải qua thời kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức, cao thủ bên trong dần dần vượt qua thiên đình mà lần này họ cũng xuất động cao thủ chiếm lĩnh địa vực của 10 vạn đại châu thiên đình thu hết các môn phái vào túi khiến cho thiên đình trở thành một cái xác không đúng lúc này ở bên trong tòa thành chân lý có thể so với thiên đình có rất nhiều cao thủ cổ hoàng thậm chí là cấp bậc thiên chủ đang học ở đây điện phủ này có tên là thiên quân hậu bổ đường bên trong điện phủ có một tấm bảng ghi danh sách lớn phía trên tràn ngập những cái tên xếp hàng từ trên xuống dưới không ngừng lóe sáng phát sinh ra biến hóa không ngờ cảm ứng khí tức với thiên địa, Thiên quân dự khuyết bảng có 18 gã phỉ thúy thiên chủ, 19 nguyên kim thiên chủ biến mất, ở phía dưới lại có một người tên Vũ Hoàng bổ sung lên. Đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hai đại thiên chủ đã chết, bị ai giết sao? Là bị thiên quân giết, không có khả năng. Nếu thiên quân giết bọn họ khẳng định phải dẫn đến thiên quân chúng ta tranh đấu. Trong hiệp nghị của thiên quân, Chân lý Thánh Địa cùng với Thiên Đình đã kết hiệp ước. Hơn nữa trên người phỉ thúy thiên chủ nguy kim thiên chủ đều có khí tức của thiên quân gieo xuống một khi gặp phải công kích của thiên quân thì thiên quân đại nhân của chúng ta lập tức sẽ đưa phân thân tới tiến hành phản kích trừ khi kẻ giết bọn họ không phải là thiên quân một hoàng giả của chân lý thánh địa đột nhiên kêu lên toàn bộ các hoàng giả bên trong đại điện chứa thiên quân dự khuyết bảng đều sợ hãi đứng lên nhìn lên biến hóa trên danh sách trên bảng trong đó có một hoàng giả cầm đầu pháp lực gần tương đương với xích hải ma tôn không biết tu luyện thần thông gì mà trên người không ngờ cũng có chút khí tức thiên quân hiển nhiên cũng là nhân vật biến thái độ kiếp thất bại. Gương mặt hoàng giả này như ngọc, là một thiếu niên, toàn thân mặc y phục màu lam, giống như tơ lụa phất phới, da thịt lộ ra một vẻ huyền hoàng, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chỗ mạnh mẽ nhất của hắn là tay trái, lớn hơn rất nhiều so với người khác. Tay trái huyền hoàng này lấp lánh về sáng bóng như mộng ảo, căn bản không cho người ta nhìn gần. Dường như vượt qua pháp tắc của thiên giới. Một người tới cảnh giới này đã không thuộc cảnh giới tiên nhân mà chính là cảnh giới thiên quân. Nói cách khác, tay trái người thanh niên này đã tu luyện tới cảnh giới thiên quân. Đây là cánh tay chính tông của thiên quân. Người này là cường giả tuyệt thế đứng thứ hai trên thiên quân dự khuyết bảng tạ lưu quang. Có lẽ người mười vạn đại châu thiên giới chưa từng nghe tới tên hắn nhưng trong chân lý thánh địa thì ức vạn môn phái không biết bao nhiêu người truyền tụng tên hắn. Tạ lưu quang này là một thần thoại, thậm chí có người còn gọi hắn là lưu quang tiểu thiên quân. Tay trái của hắn là mạnh mẽ nhất, chân chính là tay của thiên quân, là một cánh tay của thiên quân đã tử vong trong một kỷ nguyên thiên địa đại tan biến mà hắn tìm được trong một thời không không biết tên bị hắn dung hợp với huyết nhục trở thành cánh tay của hắn đây chân chính là tay của thiên quân bằng vào cánh tay trái này tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt tấn công vào kiếp nạn của thiên quân tuy không thành công nhưng không tử vong được tôi luyện nên có thành tựu tới hiện tại hắn là thủ lĩnh của nhóm người bên trong tòa thành chân lý này địa vị tương đương với thẩm phán thương tay trái của hắn chân chính nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất thế gian bất luận là kẻ nào cũng không thể ngăn cản nổi. Chẳng khác nào tử thần giáng xuống, khiến mọi thứ đều trở về hư không. Thiên quân cũng có thể bị hủy diệt trong đại kiếp nạn, tan biến trong kỷ nguyên hỗn độn cũng không phải là ít. Tuy nhiên cho dù thiên quân có chết đi thì cũng sẽ lưu lại đủ các bộ phận, từ chi. Hai cốt. Nếu có người có cơ duyên chiếm được thì đúng là một bước lên trời. Phỉ thúy thiên chủ, nguyên kim thiên chủ đã chết. Không phải thiên quân giết chết bọn họ. Nếu thiên quân động thủ thì thiên quân của chân lý thánh địa chúng ta sẽ biết ngay cao thủ này bởi che giấu vận mệnh ngay cả xếp loại trên thiên quân dự khuyết bảng cũng không thể điều tra ra bảng danh sách kia lập tức hiện ra rất nhiều cái tên xích hải ma tôn xích hải ma tôn đã thoát ra rồi hắn đứng ở vị trí thứ tư trên danh sách bảng thiên quân dự khuyết bảng đã thuộc hàng đứng đầu không sai hắn là cường giả ma giới vẫn bị thiên đình nhốt lại không ngờ cũng có thể đi ra con kia các ngươi có thấy không thẩm phán thương xếp hạng khoảng 30. mươi hoàng xếp thứ 40 cũng đã biến mất hoàn toàn tử vong. chẳng lẽ đại quân dị giới tấn công thiên đình? đúng. bảng danh sách này xảy ra quá nhiều biến hóa kinh thiên động địa. bảng danh sách này của chúng ta là do chân lý tiên vương lập ra. cảm ứng cường giả thiên địa đồng thọ. chỉ cần là cường giả thiên địa đồng thọ bên trong thiên địa thì đều hiện ra trên bảng này. trừ phi là có thể che mắt thiên cơ. chặt đất liên hệ tồn tại cùng thiên địa. tạ lưu quang trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới mở miệng. không có khả năng thiên đình bị công phá. hẳn là có người ẩn nấp trong thiên đình giải cứu xích hải ma tôn đi ra. Sau đó giết chết hy hoàng. Thẩm phán thương. Kệ là thế nào? Lần này thiên đình rốt cục tổn thất thảm trọng rồi. Rốt cục nhân vật này là ai? Loạn thế của thiên giới đã chân chính xảy ra rồi. Cũng đại biểu cho thiên giới sau bao năm tháng tiến vào thời đại cuối cùng là đại tan biến, thiên nhân ngũ suy kết thúc. Một hoàng giả quá to. Giọng điệu lộ vẻ sợ hãi. Không sai. Thời đại cuối cùng của thiên giới đã tới. Tuy nhiên tới lúc thiên địa tan biến có trăm vạn năm hoặc là ngàn vạn năm. Tuy nhiên đối với chúng ta mà nói, năm tháng đích thực là nhanh chóng. Thời gian ức vạn năm với chúng ta chỉ trôi qua trong giây lát mà thôi. Nhìn kìa, Lưu Quang đại nhân, thiên quân dự khuyết bảng lại có biến hóa rồi. Đột nhiên một hoàng giả giống to lên, một cái tên liên tiếp tăng lên. Đã tiến vào 10 người đầu rồi. Nguyên khí, khí phách thật mạnh mẽ, vượt qua một loạt. Đây rốt cục là chuyện gì? Không sai. Cái tên nọ nhanh chóng vọt lên. Rốt cục đây là thiên tài ngút trời nào? đã tới năm người đầu, vượt qua pháo ngại thiên chủ rồi, vượt qua cả xích Hải Ma Tôn rồi, một hoàng giả nhìn chằm chằm lên danh sách, trái tim suýt nổ tung, vượt qua cả vạn Dương Thiên Chủ rồi, trực tiếp bước tới Lưu Quang đại nhân. Đây là người nào thế này? Nguyên khí dao động trên người có thể vượt qua Lưu Quang đại nhân. Tất cả hoàng giả đều giống lên, cái gì? Tại Lưu Quang chấn động nhìn lên cái tên đã bước tới mình trên Thiên Quân dự huyết bảng, tâm thần hiện ra sát ý khôn cùng. Danh sách trên thiên quân dự khuyết bảng truyền ra một tiếng ong ong khiến huyết mạch người ta như muốn phun trào. Cái tên mà tạ lưu quang nhìn kia hoàn toàn vượt qua hắn, khiến hắn đứng xuống vị trí thứ ba. Nó trực tiếp lao lên vị trí thứ nhất là một người tên nhất tâm. Cái tên nhất tâm trên thiên quân dự khuyết bảng là một cao thủ vô cùng thần bí. Đã chiếm vị trí đầu tiên này trong ức vạn năm. Bất kể người phía dưới trưởng thành thế nào cũng không xuất hiện thay đổi nào. Nghe đồn năm đó người đứng đầu danh sách này tên là Mục Giã Hoang, cũng là chiến vương thiên quân. Người đứng thứ hai năm đó là Nhất Tâm, Mục Dã Hoang tu thành Thiên Quân, vị trí thứ nhất trên bảng liền trống. Nhất Tâm liền được đưa lên, trở thành vị trí thứ nhất danh phù kỳ thực. Nhất Tâm này chân chính là cao thủ thứ nhất dưới Thiên Quân, được mọi người công nhận. Nhưng hiện tại hắn lại bị một cái tên nhanh chóng bức bách, địa vị bắt đầu dao động. Cái gì? Nhất Tâm sắp bị vượt qua. Địa vị bá chủ ức vạn năm sắp dao động. Người này thật khủng bố, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Các ngươi xem, cái tên kia còn đang lóe lên không ngừng, hiển nhiên là không đạt tới thứ nhất thì thầy không bỏ qua. Dường như đang tu luyện một thần thông nào đó lại thành. Nguyên khí liên tục tăng lên. Không sai. Danh sách trên thiên quân dự khuyết bảng lóe lên thật kinh người. Các ngươi xem. Mau nhìn đi. Vượt qua rồi. Tên này rất cục cũng vượt qua nhất tâm. Cướp đi vị trí đệ nhất trên thiên quân dự khuyết bảng rồi. Vị trí đệ nhất trên bảng này đã ức vạn năm không đổi. Nghe đồn nhất tâm năm đó chiếm được một trái tim của thiên quân đã chết. Trái tim của hắn là thiên quân chi tâm tu vi khủng bố vô cùng. Không ngờ hiện giờ hắn cũng bị vượt qua. Người kia rốt cục là ai? Danh sách trên thiên quân dự khuyết bảng không ngừng lóe sáng. Trong lúc đó, cái tên kia sau khi vượt qua nhất tâm có lóe lên một loạt, bỏ xa nhất tâm một khoảng mới từ từ ổn định lại. Cuối cùng khi dừng lại liền hiện ra ba chữ tiên giới từ xa xưa. Tạ Lưu Quang dùng ánh mắt tràn ngập sắc khí khôn cùng nhìn lên ba chữ tiên giới xa xưa đại biểu cho cái tên kia. Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô. Là ai? không ngờ lại trực tiếp có thể chiếm vị trí đệ nhất hoàn toàn vượt qua cả nhất tâm đạt vị trí đệ nhất thiên quân dự khuyết bảng hay là chính người này đột nhiên tăng vọt chém giết phỉ thúy thiên chủ và nguyên kim thiên chủ nói như vậy thì hy hoàng và thẩm phán thương của thiên đình cũng bị người này giết chết không sai thẩm phán thương cũng là do người này giết chết hoa thiên đô này đột nhiên thăng cấp lên vị trí thứ nhất hơn nữa hy hoàng và thẩm phán thương lại biến mất phỉ thúy thiên chủ nguyên kim thiên chủ tử vong khẳng định là bị hoa thiên quân chém giết nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Lập tức thông báo. Thông báo cho vạn dương thiên chủ ở thiên đình xa xôi. Thông báo cho hắn biết phải chú ý tới hoa thiên đô này. Nhất định phải điều tra hắn. Đồng thời tất cả cao thủ ở thiên đình đều phải lập tức thăm dò hoa thiên đô này. Báo cho ức vạn giáo chủ đại giáo vô thượng của chân lý thánh địa. Phàm là ai có thể cung cấp thông tin của hoa thiên đô này sẽ được ban cho một kiện tiên khí vương phẩm. Một viên tiên đan thánh phẩm. Tạ Lưu Quang có cánh tay của thiên quân này đứng ở vị trí thứ hai trong thiên quân dự khuyết bảng, hiện giờ đứng thứ ba có được quyền lực tuyệt đối tại chân lý thánh địa. Trong lúc này tuyên bố mệnh lệnh có cảm giác lôi lệ phong hành, từng đạo mệnh lệnh ban súng liền có rất nhiều cổ hoàng phía dưới chấp hành tuyệt đối. Đây là quyền lực, quyền lực rất lớn. So với mệnh lệnh của Hy Hoàng và thẩm phán thương của Thiên Đình còn mạnh hơn nhiều lắm. Còn nữa, chuyện này ta cần phải đi bẩm báo với chư vị thiên quân. Vẻ mặt Tạ Lưu Quang nghiêm túc. Trên danh sách thiên quân dư khuyết bảng xuất hiện nhân vật đệ nhất đại biểu cho một thiên quân sắp sinh ra là chuyện không phải là nhỏ. Thiên giới đại biến, Thiên quân ứng mệnh mà sinh ra. Đây là chuyện tất nhiên, mỗi người đều chờ đợi cơ hội này, đều muốn thăng cấp lên địa vị Thiên quân vô thượng. Trong lúc nói chuyện, trong khoảnh khắc Tạ Lưu Quang biến mất, đi thông báo cho rất nhiều thiên quân trong chân lý thánh địa. Cùng lúc đó, bên trong Thiên đình đã đại loạn. Rất lâu sau khi Phương Hàn rời khỏi Thiên đình, một số cường giả cổ hoàng rốt cục cũng phát hiện ra thần ngục Thiên đình, toàn bộ thiên lao biến thành hư ảo, chỉ còn lại một số nguyên khí hỗn độn mà thôi. Những tạp chất này đại biểu cho một đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên đình trưởng lão, thậm chí là hoàng giả. Phục cửu mâu đại nhân, tổng cộng ở vị trí cũ của thần ngục thiên đình phát hiện ra hơn ngàn tấm da người, đều là tạp chất tu luyện nhưng tụ thành. Thân thể cổ hoàng run rẩy, chỉ lên một tấm da người trên mặt đất, dùng giọng điệu kinh hãi mà nói. Thân sắc của phục cửu mâu và còn có một số đầu sò phức tạp nhìn về phía trước, thân thể cũng không nhịn đường mà sững sờ. Da người trên mặt đất dày đặc, đại biểu cho huy hoàng cuối cùng của thần ngục thiên đình. Hiện tại đã trở thành quá khứ rồi. Còn nữa, Thẩm phán thương đại nhân. Khi hoàng đại nhân đã biến mất, cửu trọng điện, nơi của thẩm phán thương, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, hiển nhiên đã trải qua một hồi đại chiến. Phong hoàng con của tai nan thiên quân cũng không thấy đâu. Trên cơ bản đã có thể khẳng định rằng bị người ta giết chết. Tổn thất trong kiếp số của thiên đình chúng ta lần này không thể thừa nhận rồi. Quái hoàng. Mệnh hoàng vội vội vàng vàng đi tới. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Phục cầu mâu hét lớn. Ai làm? Ai cả gan như thế? Không ngờ có thể âm thầm tiến vào bên trong thiên đình ám sát, không phải người bên trong thiên đình thì không thể tiến vào. Nhưng trong thiên đình có kẻ nào lại to gan như vậy, kẻ nào có pháp lực như vậy? Chẳng lẽ là là tiểu tử phương Hàn kia, thật to gan! Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm từ bên trong cõi u minh truyền tới, sau đó một luồng uy áp cực kỳ mãnh liệt rung động toàn trường truyền ra. Một nam tử mặc hoa phục cẩm y trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng hào quang là hào quang cứu thục. Nam nhân này vừa xuất hiện thì thần sắc phục cửu lập tức chấn động lập tức quỳ xuống. Tất cả cổ hoàng cũng đều quỳ xuống. Tham kiến cứu thục thiên quân đại nhân. Đây là tiên khí thánh phẩm do tai nan thiên quân luyện chế thành cứu thục nhận. Tu vi bản thân hắn đạt tới thiên quân, cũng có thể gọi là cứu thục thiên quân. Cứu thục thiên quân vừa xuất hiện tất nhiên những cổ hoàng này phải quỳ xuống. Đối mặt với một thiên quân, cổ hoàng thiên địa đồng thọ quỳ xuống cũng là bình thường, không có chút nhục nhã. Đây là lực lượng đã vượt qua thiên địa. Chư vị đứng lên đi. Cứu thục thiên quân nói. Đây là một phân thân của ta, cũng không phải chân thân tự mình tới. Chân thân của ta hiện giờ đang ở sâu trong thiên đình, chủ trì vận chuyển cấm pháp, không thể ra đây. Lần này tên giặc giết hy hoàng, thẩm phán thương, phá hủy thần ngục thiên đình chính là Phương Hàn, cũng là Phong Duyên, là kẻ phản nghịch trong lần thiên đình thiên tài chiến lần này. Hắn lừa gạt tạo hóa, tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, có thể âm thầm tiến vào bên trong thiên đình. Lôi đế thiên quân đang luyện chế pháp bảo, không có thời gian phân thần nhiệm ra, cho nên mới để hắn phá hủy thần ngục, đồng thời mang xích hải ma tôn đi. Cái gì? Phục cửu mâu chấn động. Đều là lỗi của ta, không nhìn thấu âm mưu của cái này. Bằng không đã sớm giết hắn, ngươi không giết nổi hắn đâu. Vận mệnh của hắn bị che đậy, cho dù là thiên quân từ đầu cũng không thể dự đoán được sự nguy hiểm của hắn. Ta sở dĩ mặc kệ hắn chính là muốn lợi dụng hắn nhưng không ngờ là chẳng những không lợi dụng được mà ngược lại còn chịu thiệt. Cứu thục thiên quân nói. Tuy nhiên may mắn là ngũ đại thiên quân đã luyện chế pháp bảo tới thời điểm cuối cùng. Ít ngày nữa trí bảo tam thập tam thiên sẽ lại xuất hiện đến lúc đó thì ngày tận thế của Phương Hàn sẽ tới. Thiên đình cũng khôi phục được vinh quang ngày xưa một lần nữa. Cứu thục thiên quân đại nhân. Ngài có sai khiến gì thì xin lập tức tuyên bố đi. Phục cờ mâu liên tục dập đầu. Hiện tại ta tuyên bố. Phục cờ mâu ngươi thay thế vị trí thẩm phán thương, trở thành đại tổng quản của thiên đình. Mệnh hoàng, ngươi thay thế vị trí của hy hoàng. Chân lý thánh địa vạn dương thiên chủ sẽ đến bên ngoài thiên đình, các ngươi phụ trách tất cả việc tiếp đãi, trao đổi. Đã biết chưa? Cứu thục thiên quân nói. Cái gì? Người của chân lý thánh địa tới. Bên ngoài đang có đại quân vây công, bọn họ tiến vào thế nào được? Vạn dương thiên chủ kia cũng không phải người thường, đứng hạng ba trên thiên quân dự khuyết bảng, có cơ trí quỷ thần khó lường, ta cũng không có khả năng lừa gạt hắn. Lần này người của chân lý thánh địa tới với thế mạnh mẽ là muốn nhận tất cả các môn phái trong 10 vạn đại châu của thiên đình, khiến cho thiên đình chúng ta biến thành cái sắc rỗng. Tuy nhiên thiên quân không có khả năng ra mặt trao đổi với bọn họ về những vấn đề nhỏ này. Các ngươi kéo dài thời gian với bọn họ, chờ cho trí bảo tam thập tam thiên xuất thế là được. Vâng, cứu thục thiên quân đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ không làm nhục mệnh. Phục cửu mâu vui mừng quá đỗi nói. Phân thân của cứu thục thiên quân biến mất. Tin tức truyền đi rất nhanh. Phương Hàn âm thầm tiến vào bên trong thiên đình, dùng lực lượng một người giết chết hy hoàng. Thẩm phán thương, còn giết cả hoàng phủ đại đạo. Tay hoàng giáo chủ thái nhất môn, quân thương sinh, phá hủy thần ngục thiên đình. Thu vạn mệnh lôi trì tin tức này trong khoảnh khắc đã được truyền đi tới mọi ngóc ngách lớn nhỏ của thiên đình. Cái gì? Phương Hàn giết nhiều người như vậy sao? Chính là phong duyên của Vũ Hóa Môn kia. Ngay cả thẩm phán thương cũng giết, hắn lợi hại như vậy sao? Thần Ngục Thiên Đình cũng bị phá hủy, thậm chí ngay cả vạn mệnh lôi trì của lôi đế thiên quân cũng bị đoạt. Thật to gan. Hắn là thiên quân chắc. Lần trước trong thiên tài chiến hắn còn chưa có thực lực mạnh mẽ như vậy mà. Hẳn là hắn còn giấu thực lực. Nghe đồn hắn từ hạ giới phi thăng, có quan hệ rất sâu sắc với điện mẫu thiên quân, lĩnh ngộ bản chất vận mệnh, thậm chí còn gặp được cả cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết hơn nữa hắn lừa gạt tạo hóa. Tu luyện trí bảo tam thập tam thiên, ở trong thiên tài chiến mới thi triển ra một chút thực lực, còn chưa tới một phần vạn của hắn. Bên trong thiên đình có rất nhiều môn phái. Trong đó trên cử thanh thiên còn có hai người tiêu vũ hoàng hạ chi thu và mục giã chân của mục giã thế gia. Hai người sau khi nghe được tin tức này suýt nữa kinh ngạc tới nhảy dựng lên. Phong duyên. Không ngờ Phương Hàn lại là nhân vật này. Mạnh tới trình độ như vậy. Chúng ta đã không thể với tới. Thiên quân cũng không làm gì được hắn khẳng định hắn đã là đệ nhất dưới thiên quân. Hạ Chi Thu ngơ ngác nghĩ, may mắn là ta đã kết thiện duyên với hắn, về sau hắn thăng cấp tới cảnh giới thiên quân vô địch thì ta cũng có thể có không ít ưu đãi. Sau lưng hắn còn có hỗn loạn thiên quân, thậm chí còn có điện mẫu thiên quân. Mục Gia Chân lập tức vận dụng trí tuệ của hắn không ngừng suy đoán nhưng đối mặt với Phương Hàn, hắn liền cảm thấy trí tuệ của mình không đủ rồi. Phải thông báo cho lão tổ tông, Chiến Vương Thiên Quân. Đại sự này không phải chuyện nhỏ. Quả thực là một đại sự chấn kinh thiên địa, không tới nửa ngày. Qua rất nhiều con đường, rất nhiều môn phái bên trong 10 vạn đại châu thiên đình đều truyền bá tin tức này đi bốn phương tám hướng. Thậm chí ngay cả một số cường giả dị giới, man tộc, thu tộc, thần tộc cũng đều biết. Mọi người đều khiếp sợ thực lực của Phương Hàn. Không ngờ còn dám không coi thiên đình vào đâu. Gây nên đại sự như vậy. Từ xưa tới nay ai có thể làm được điều này? Khẳng định chưa từng có ai làm được chuyện mạnh mẽ tới vậy. Mọi người đều phán đoán Phương Hàn có phải vừa thăng cấp lên thiên quân hay không? Trong một thời không thần bí, một đám cường giả trẻ tuổi ẩn nấp bên trong hư vô thời không thần bí này hình như là một kiện pháp bảo trong đó có một người cường đã nhất dương cương khí trên người tràn ngập thiên địa là người do thiên địa chí dương sinh ra đây là vạn dương thiên chủ đứng hàng thứ ba trong thiên quân dự khuyết bảng là đầu não lần này tiến vào hàng phục ức vạn môn phái của 10 vạn đại châu thiên giới đợi lâu như vậy mà vì sao phỉ thúy thiên chủ nguyên kim thiên chủ còn chưa tới chúng ta đã ở nút tiếp cận 7 ngày rồi cũng chỉ đợi hai người này một người trong nhóm cường giả trẻ tuổi này đột nhiên thì thầm một tiếng an tâm một chút, chớ nóng ruột, trời sập xuống cũng không phải sợ. Vạn Dương Thiên Chủ khoát tay. Phỉ Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ có thực lực thế nào các ngươi cũng biết rồi. Cho dù là thiên quân dùng ý niệm cũng không thể đánh chết bọn họ. Có thể toàn thân trở về. Hơn nữa thiên quân ra tay với chân lý thánh địa chúng ta thì cũng cực kỳ có kỵ. Không thể tùy tiện đâu. Đột nhiên ngay lúc này. Khi hắn còn chưa nói hết thì một bóng dáng hư vô hiện ra trước mặt hắn. Không ngờ là tạ Lưu Quang. Lưu Quang Thiên Chủ. Vạn Dương Thiên Chủ đột nhiên đứng vọt dậy. Tại sao ngươi lại thi triển ra chân lý thiên địa? Hiển hóa huyền công, không tức hao phí nguyên khí nói chuyện với ta. Vạn Dương Thiên Chủ, việc lớn không ổn rồi. Danh sách trên Thiên Quân Dự Khuyết bảng đã xảy ra biến hóa. Một người tên là Hoa Thiên Đô hoàn toàn vượt qua nhất tâm đứng trên vị trí thứ nhất, hơn nữa Phỉ Thúy Thiên Chủ Nguyên Kim Thiên Chủ đã chết. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like. Một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.